thấy thấy những chú nho, chú sóc này hay là những cái lá nho này rồi chạm khắc rất là tinh tế, cực kỳ là tinh xảo luôn nhé. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 22 tháng 11 năm 2019. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ sập ngũ phúc tùng lọc, hay còn bộ sập nho cổ bằng chất liệu gỗ gỗ. Tôi hoàn thiện cho khách hàng ở tại Phú Ninh. Thì anh khách hàng này là anh mua về cung tiến cho nhà thờ họ. Anh hiện tại đang công tác ở trong miền Nam cơ. Anh mua cho nhà thờ họ về ở tại Phú Ninh. Thì đây là tổng thể của bộ sập đây. Hôm trước tôi đã quay phần mọc cho anh xem rồi. Hôm nay chúng tôi mới đang lắp lên và đang trong quá trình quanh dây giáp. Thì chúng tôi có phun qua một lượt lót rồi. Đây là hình ảnh tổng thể bộ sản phẩm đây. Bây giờ tôi giới thiệu qua cho quý vị biết là sập này thì có kích thước là 1m8 x 2m2. Được đục theo mẫu nho cổ. Chân 24. Đó, tôi quay đi vào đường nét chi tiết hơn thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị chiếc dạ. Chiếc dạ này thì là dày 10 phân và được đục chạm kênh bong. Và đây, đây những chú nho sóc đây. Dạ sập này là có 5 chú rơi, còn gọi là ngũ phúc. Ngoài ra thì có những cái chú nho. Chú nho nó ra cài vào phúc này. Đây là những cái con chuột này. Đấy, đang ngoái đầu để đớp những trái ngò. Quý vị thấy được chúng tôi chạm khắc rất là tinh tế này. Đó, cực kỳ là tỉ mỉ luôn. Những cái lá nho cũng được gọt rất sắc nét và đặc biệt là có độ kênh bong bồng bềnh. Đây quý vị thấy được là chúng tôi chạm kênh lên này, rất là tinh tế luôn. Những cái đường triện này cũng được gọt rũa rất là kỹ. Đây là chú rơi. Ở giữa trung tâm thì là quý vị thấy là đây là có một đôi chim đây là đang ngoảnh mặt lại với nhau rất là tỉnh tứ. Đó, chim quý vị thấy được này. Chúng nó gọt rất là kênh. Đây, kênh hết lên này. Đây, cánh chim rất là bay như chú chim thật luôn. Không phải những thợ nào cũng có đục chạm vào những chiếc dạ sập như này đâu. Đây là những cái sản phẩm hàng rất là đặc sắc. Đó, những cái cánh hoa được gọt sát sắc nét luôn. Thì chúng tôi có rất có nhiều sản phẩm, thì có những sản phẩm thì hàng đục chạm thì tương đối có mẫu triện. Đó, nhưng mà cũng có những sản phẩm thì hàng đục sắc nét, nó tùy theo nhu cầu quý khách, như là nó tầm tiền chúng ta chơi. Nếu mà chúng tôi chơi những hàng cao tiền thì nó sẽ chọn được gỗ đẹp hơn, như là đục chạm sắc nét hơn, cánh bong bồng bềnh hơn. Đây là phần chân. Chân là chân tùng lọc, nghĩa là đục chạm con hiêu và cây tùng, gọi chân tùng lọc. Và đầu chân thì có rơi ngậm đồng tiền, tượng trưng cho phúc, phúc lọc. Đó, chân này đây. Còn đây là phần dạ đốc. Mặt là mặt hai lá nhé quý vị nhé. Mặt hai lá liền. Phần chanh 8 phân. Tôi xẻ 8 phân thì trong quá trình làm có thể nó bào trà đi một chút. Tôi quay lại tổng thể chiếc sạc quý vị. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 510806 nhé. Thì cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này ở bên dưới phần mô tả video. Dẫn tới website đồ gỗ Tùng Tám.com thì quý vị có thể xem được thêm tất cả những sản phẩm chúng tôi hiện đang đăng tải trên website, cho quý vị có thể lựa chọn những mẫu mã khác. Chúng tôi còn ngoài ra còn rất là nhiều mẫu mã sập, cũng như là sập trơn hoặc là sập gỗ hương. Ok mọi người nhé, xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác.